Chào các bạn, sắp đến Noel rồi thì hôm nay Sử Y Minh Hà sẽ giới thiệu cách các bạn cách một hộp quà bằng dây ruy băng đỏ nhé. Thông thường thì Noel chúng ta sẽ dùng dây ruy băng màu đỏ và in chữ trắng, hoặc các bạn có thể dùng dây ruy băng màu xanh cũng được. Mình đã chuẩn bị sẵn một cái hộp này, dây ruy băng và một chiếc kéo. Vậy thì cách các bạn dùng dây ruy băng thế nào cho tiết kiệm thì mình xin hướng dẫn như sau. Các bạn sẽ đo theo chiều ngắn của hộp này nhé. Các bạn đo 4 lần cho mình. 1 2 3 4 Các bạn sẽ đo bằng chiều 4 lần nhé để chúng ta tiết kiệm. Và bây giờ mình sẽ tháo ra này. Bao giờ với dây ruy băng in logo thương hiệu thì chúng ta sẽ đặt mặt trước lên trên. Các bạn sẽ đo bằng một lần của chiều ngắn này. Các bạn đẩy lên trên này cho mình để tí nữa mình làm lơ một. Và bắt đầu mình sẽ quận thôi. Với cách thắt như này thì đằng sau của chúng ta sẽ không bị hằn lên các bạn nhé. Bạn sẽ cho đúng vào cái vị trí thắt lưng này cho mình. Khi bạn làm như thế này thì cái dây của chúng ta gần như đã chia đôi tương đối rồi đấy ạ. Chúng ta phải chú ý nhé, tay trái mình thuận tay phải lên tay trái mình sẽ tạo một lơ. Bạn luồn cái dây ra đằng sau và sau đó mặt này bạn sẽ gập lại và cái mặt chữ này lại ra đằng trước. Các bạn lưu ý với lơ ruy băng thì bao giờ lơ của chữ của chúng ta cũng sẽ buộc ra đằng trước như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ căn chỉnh kéo thả hai bên để cho cái lơ ruy băng của các bạn thật cân đối. Tùy theo cái kích thước của hộp mà các bạn có thể chọn cái lơ ruy băng khổ to hay nhỏ. Mỗi hộp này của mình thì mình đang dùng lơ ruy băng là khổ 2,5 cm các bạn nhé. Đấy, chúng ta sẽ kéo thả. Và ở cái phần đuôi này này thì một các bạn có thể để chéo sẵn như này cho mình, phần thường này các bạn cắt đi. Hai là các bạn có thể cắt hình đuôi cá. Thông thường thì mình thấy hình đuôi cá nó sẽ là đẹp hơn đấy ạ. Đấy, các bạn đã cắt hình đuôi cá. Và bên này các bạn cũng sẽ cắt hình đuôi cá cho mình. Các bạn nhìn cắt dài ra một chút. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách thắt một hộp là lơ ruy băng rất là đẹp rồi và lại tiết kiệm băng, phải không nào các bạn? Chúng ta sẽ cùng căn chỉnh các mặt cho nó đều các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Sử Y Minh Hà. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đây các bạn, chỗ này chúng ta sẽ có thể tạo độ phồng thêm cho lơ ruy băng nhé.